Em chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay em làm video này á, em gửi đến anh chị nào ở nhà đang làm hồ cá coi nói riêng, cá cảnh nói chung, đến cái khâu cuối cùng là mình mua vật liệu lọc về mình xử lý để mà vào chạy lọc á, thì anh chị mình có thể là tham khảo nha. Thật sự là mấy bữa nay có rất là nhiều anh chị nhắn tin cho mình, Nhân ơi, vật liệu lọc anh mua về sao mà anh lấy xà bông ra anh rửa xong rồi đó, anh bỏ vào trong ngăn lọc anh chạy, giờ nước hồ anh nó bọt không à, em có hướng xử lý hay không? Thì khi mà mình hỏi ra thì mình mới biết là mấy ảnh hỏi một số anh mà người ta chia sẻ đó, thì về nên rửa xà bông để cho nó diệt khuẩn. Mình trả lời mọi người như thế này nè, cái vật liệu lọc á nó dơ thì khi mà anh chị em cô chú mua về đó, mọi người đừng có rửa xà bông nha. Anh chị mình dùng nước sạch rửa xong rồi sau đó nếu mà anh chị mình kỹ đó là ngâm muối hột của mình á, bỏ vào ngâm tầm cỡ khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng, rồi sau đó mình bỏ cái nước đó ra. Mình em ra Nhân xin giới thiệu với cả nhà những dòng sản phẩm của bên em nha. Đây là thuốc tím nè mọi người, anh chị nào hồ mới xây mình cần xử lý thì dạ thuốc tím nha. Thuốc tím này nó có cái công dụng là nó trị bệnh lở mình cho cá, nó bị lở mình thôi lên vết thương đó cả nhà. Dòng sản phẩm thứ hai của bên mình là thức ăn nha. Thức ăn này thì nhân cảm thấy nó tốt nha, giống như mình dùng được thì chia sẻ đến tất cả mọi người thôi. Trong thời gian qua thì cũng rất là may mắn nhận được sự yêu thương ủng hộ của rất là nhiều anh chị em chú mình. Đây là vi sinh này thì Nhân chia sẻ là mọi người như nè, cái này giống như là mình sử dụng để hỗ trợ cho hệ thống lọc mình thôi. Lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha cả nhà, nó hỗ trợ cho mình lọc trong nước với là hạn chế bụi tanh. Nhưng mà Nhân nói là một lần nữa là lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha cả nhà mình nha. Và đây là cái dòng sản phẩm này đó, hiện tại bây giờ mình làm cho anh em chú rất là nhiều. Đây là cái ống lắng nha, ống lắng này nó sẽ dành cho hồ mình để bán trong hồ hoặc là mình giấu bơm đầu tàu giấu bơm cả nha. Cái ống này nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống lọc của mình để tích hơn. Thì đây là những dòng sản phẩm của Nhân, thì nếu mà anh chị em chú nào mình có nhu cầu thì liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Cảm ơn anh chị em chú rất là nhiều. Cho cái nước mới vào, anh chị mình lấy thuốc tím á, thuốc tím mà chuyên dụng cho cá coi đó, anh chị cho vô cái liều nó hơi mạnh một tí xíu, nó hơi sậm luôn, sau đó bỏ vật liệu lọc vào, anh chị mình ngâm cho Nhân tầm cỡ khoảng 1 tiếng 2 tiếng, nói chung là ngâm càng lâu càng tốt, tối thiểu nhất là tầm cỡ khoảng 1 tiếng. Khi mà mình rửa bằng nước sạch chắc chắn những cái khuẩn nó sẽ còn bên trong cái vật liệu lọc của mình. Mình ngâm ngô muối để nó tiêu diệt bớt đi những cái mầm bệnh mà muối xử lý. Mình ngâm thuốc tím để thuốc tím nó xử lý đi những cái khuẩn. Nhiều khi mình xử lý như vậy mà mình bỏ vào trong hồ của mình á, nó vẫn còn bệnh cho cá nha, chứ không phải là mình nói xử lý như vậy là nó hết là không đúng nha. Còn một số anh chị mà hướng dẫn sử dụng xà bông á, rửa là thật sự cái này là không có đúng nha. Rất là nhiều anh chị làm và cái tình trạng khi mà mình rửa xong rồi á, cái bọt của cái xà bông á nó rất là hôi. Nếu như anh chị mình làm không kỹ á, cho vào bên trong ngăn lọc của mình, mình nói ví dụ như những cái hồ nhỏ đi thì mọi người có thể là lấy ra mình xử lý lại được. Còn những cái hồ mà lớn vật liệu lọc mà nó nhiều á, anh chị bỏ vào xong rồi nha, chạy nó bọt trắng hồ luôn và anh chị mình xử lý sẽ rất là khó. Nếu mà chẳng may mình thả những con cá mà có giá trị cao giống như là cá F1 hay là cá Nhật gì đó nha, là có khả năng là cứu không được luôn. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần làm những cái thao tác nó đơn giản thôi, tại vì muối hột vẫn sử dụng cho cá coi được, thuốc tím vẫn tắm cho cá coi được. Ví dụ như anh chị mình xử lý thuốc tím mà nó còn tí xíu mình cho vào bên trong hồ chạy lọc thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cá. Nhưng mà xà bông thì nó hoàn toàn khác nha, cái mùi của nó cực kỳ hôi và nó rất là độc. Anh chị mình cho vào bên trong hồ của mình á, nó còn nha, cá mình á nhiều khi nó chịu không được, nó sẽ mất luôn. Rồi nhiều khi là mình làm nó không sạch á, cái bọt nó cứ nổi riết à, mình làm cách nào nó cũng vẫn còn. Đây là trong video ngày hôm nay Nhân làm, mà Nhân muốn chia sẻ là mọi người cái cách mình xử lý vật liệu lọc trước khi mình cho vào trong ngăn lọc á. Đừng có rửa xà bông giùm cho Nhân nha. Về mọi người rửa bằng nước sạch, sau đó là mình ngâm muối hột, rồi kỹ hơn nữa mình ngâm tím. Đó, cứ muối hột với lại tím ngâm rồi sau đó cho vào ngăn lọc của mình. Những cái đó nó còn một tí xíu vô bên trong hồ của mình không sao hết. Đừng có ngâm xà bông hay là cái gì hết á. Nó ra bọt nhiều rồi nó hôi, thả cá vô nhiều khi nó chịu không được là cứu không được nha cả nhà. Mấy bữa nay nhiều anh chị mới tập chơi không biết hỏi đâu người ta hướng dẫn rửa bằng xà bông rồi về bắt đầu quay cái hồ gỡ qua cho mình bọt không à. Nên là Nhân phải làm cái video này để chia sẻ đến tất cả mọi người, để anh chị nào lần đầu tiên chơi thì mình có thể là tham khảo nha. Đơn giản nhất, rửa sạch, ngâm muối hột và tím nha cả nhà. Mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị mình mới lần đầu tiên chơi cá cảnh nha. Mọi người xem video thấy những cái em Nhân chia sẻ nó hữu ích á, cho em một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ em để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại anh chị em của chúng mình trong một video gần nhất nha.